Hàng năm ở Việt Nam có hơn 1 triệu trẻ sinh ra. Các bậc cha mẹ đều quan tâm nuôi dưỡng và mong con mình khỏe mạnh từ khi chào đời. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất đối với trẻ. Hiện chỉ có 20% trẻ được bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Nguyên nhân là do hoàn cảnh, công việc và nhận thức của các bà mẹ. Trẻ không được bú hoàn toàn sữa mẹ có nguy cơ thấp còi và thiếu cân. Sữa mẹ an toàn có thể ngăn chặn 15% các ca tử vong dưới 5 tuổi và bảo vệ trẻ khỏi nhiều bệnh tật, giúp trẻ nhẹ cân khi sinh, phát triển và đạt chỉ số thông minh hơn. Vì sức khỏe của trẻ, hãy cho trẻ bú ngay trong 1 giờ đầu sau sinh. Cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Cho trẻ bú đến 24 tháng tuổi đủ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Sữa mẹ hôm nay, sức khỏe ngày mai.